án công việc, nghề nghiệp của mình ha. Mời bạn trai. Em chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em tên Nguyễn Ngọc Thuận, năm nay 27 tuổi, đến từ Đắk Lắk. Và hiện em đang sinh sống và làm việc tại Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang làm công việc gì? Dạ hiện thì em đang có một quán ăn nhỏ ở đường Bầu Cát, Tân Bình. Chuyên về gì em? Dạ, chuyên về bánh cuốn Bình Định ạ. Ồ, quê mình Bình Định hả? Dạ. Chắc ông chủ nhỏ nha, bán bánh cuốn nha, em thích ăn bánh cuốn không? Dạ, ăn là em thích. Ăn là em thích hả? Bớt lại đi. Rồi, tới phiên mình giới thiệu đi cưng. Dạ, em chào chương trình, em chào chị Cát Tường. Em tên là My, năm nay em 23 tuổi. Em đang làm kỹ thuật viên sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh. Sản xuất cái gì cưng? Dạ, sản xuất linh kiện điện tử. Làm cho công ty? Đúng rồi. Hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh em ở đâu? Dạ, em ở quận 9. Quận 9, ở với ai cưng? Em ở với mẹ. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở thành phố. À, ở thành phố luôn, giờ đang ở quận 9 với mẹ. Nhà đông anh chị em không? À, em là con một. Con một, rồi. Còn em, gia đình mình còn ở ngoài kia hay là vào trong này luôn rồi? Dạ, hiện tại thì mẹ em ở chung với em. Mẹ ở chung với em luôn. Điểm mạnh, điểm yếu của em? Dạ, điểm mạnh của em thì hòa đồng, vui vẻ, không hút thuốc. Và nhiều lúc thì nhậu một chút. Có nhậu chút xíu, không hút thuốc. Điểm yếu? Hơi ít nói. Hơi ít nói, phải tự tin lên, phải nói lên. Rồi, vậy điểm yếu của mình là gì nè? Hơi ít nói, hát dở. Hát dở hả? Đọc rap được phải không? Nghe đồn là đọc rap hay lắm phải không? Dạ, đọc rap thì tại đọc rap không, người ta không biết mình hát dở. Ủa, đọc rap hay thì hát phải hay chứ ta. Sao tôi mới nghe phải đọc rap hay mà để che đi cái hát dở? Tại vì đọc rap nó cũng phải vô dần vô điệu, nó phải có nhịp. Rap một khúc con nghe thử coi hát dở cỡ nào. Em xin một đoạn của bài Lặng của Phạm Khổng Tú Quỳnh. Rồi. Mùa đông lại đến, tầm bông tuyết lại rơi, làm như em buông lơi nhìn phía chân trời. Thì gặp lại em vòng tay hôm nay đã xa, con tim ta như lạnh giá, tâm hồn ngư gục ngã một chuyện tình đã qua. Em nghe đọc rap hay không cơ? Cũng hay. Cũng hay là có nghĩa là chưa hay lắm thôi. Nhưng còn em sao? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em thích làm việc nhà. Rảnh rỗi là tự tay trang trí nhà cửa. Điểm yếu của em là hay ngủ nướng, thích ngủ nướng. Có một điểm yếu nữa là dễ bị cảm xúc chi phối. Ví dụ như là không biết là mình có nói gì khiến cho người ta giận mình hay không. Mình cứ suy nghĩ về vấn đề đó hoài, là hay bị cảm xúc nó điều khiển. Cảm xúc có điều khiển không, nghĩa là người khác điều khiển cảm xúc của mình? Dạ, cũng có thể là vậy. Tại vì cũng như là hai người nói chuyện với nhau và em không biết là người kia có buồn mình chuyện gì hay không. Thế là mình phải suy nghĩ. Đúng rồi, chi cho cực vậy em. Không nên, mình phải tự làm chủ mình, nhất là trong tình yêu. Ví dụ như giờ đó đi chơi, cái mình đang suy nghĩ, mình ngồi mình ghen quá, không biết đang đi đâu, làm gì. Cái mình ngồi mình suy nghĩ hoài, cái tự nhiên mình buồn, mình khóc. Giống chị đó, như vậy là tự mình hại bản thân mình. Dạ. Không nên, có hay ghen không? Lâu lâu. Ghen dữ không? Dạ không, ghen cái nào đúng thôi, ví dụ như... Ghen thường không có nào đúng hết trơn á. Giống như là anh đi làm, đồng nghiệp nữ lại ngược đường với anh mà muốn anh trở về. Thì tất nhiên là em sẽ không đồng ý. Đâu có thuận đường đâu. Đúng rồi, đúng không thuận đường thì sao, lý do gì phải trở về? À, rảnh quá. Đúng rồi. Là ghen. Dạ. Lúc em ghen em sẽ làm gì? Giận em không nói chuyện. Khóc mình, buồn mình. Khóc mình. Để cho người ta điều khiển cảm xúc của mình. Đúng rồi. Không được. Chị. Lần sau bạn trai mà chở đồng nghiệp mà không cùng đường về, có nghĩa là có ý đồ, ghen là mình phải nói liền hoặc là mình phải làm lại. Bây giờ tôi anh vậy phải không, bây giờ tôi cũng sẽ để cho đồng nghiệp tôi chở tôi về. Mình phải quăng cục tức của mình vô cho người khác, mình không được ôm cục tức đó trong lòng mình. Có người chỉ chị vậy đó, mình phải sống ích kỷ một chút xíu. Ghê không, mình bạn gái hay ghen lắm á. Mình có làm thì có phải là người lăng nhăng không? Dạ không. Đó giờ trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình. Hai mối tình, rồi kể nghe thử coi tại sao chia tay, quen được bao lâu? Em hiểu sao khi mà em thích hoặc là em mới bày tỏ tình cảm của mình ấy thì các bạn đều lấy chồng hết. Trời đất ơi, mới quen được bao lâu? Mối tình đầu tiên em thì là cuối năm cấp 3 á chị, lớp 12 á. Vừa mới nói thích bạn cái bạn đi lấy chồng. Mới quen thích cái đi lấy chồng. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai em thì năm cuối của đại học quen cũng được 6 tháng. 6 tháng? Dạ, cũng có nói tới chuyện tình cảm hôn nhân này kia. Cái thằng bạn không hiểu sao bạn đi lấy chồng. Không biết. Mà có tìm hiểu nguyên nhân không? Bên gia đình bạn xúi lấy chồng. Xúi lấy chồng? Dạ. Mà em cũng đòi cưới người ta rồi, sao người ta không lấy em? Tại lúc đó em chuẩn bị ra trường á chị, nên cũng chưa có chuẩn bị. À, rồi từ đó tới nay không có mối tình nào hết trơn hả? Dạ. Lý do? Tại chắc em cũng đi làm, tập trung làm này kia, cũng ít có thời gian. Ở quán bán bánh cuốn là có đông nhân viên không? Dạ, cũng hiện tại thì có hai nhân viên. Hai nhân viên nữ hay nam? Dạ, nam. Nam hả? Ủa sao không muốn nhân viên nữ mà muốn nhân viên nam? Cũng chưa có tuyển người thêm. Dạ. Mình thích nam hay thích nữ? Dạ, thích nữ. À, mình hỏi vậy đó cho nó rõ xíu thôi, nó giỡn thôi. Còn em, tình trường mình sao nè? Dạ, em cũng trải qua hai mối tình. Rồi. Mối tình đầu là ở thời cấp 3, năm lớp 10 tới năm lớp 11. Mối tình sau của em là thời
làm công ty, cũng quen được 3 tháng xong rồi. Trời ơi, sao cuộc tình của mấy người này ngắn ngủi không vậy cưng? Anh kia nói là mình không hợp thôi thì chia tay tốt cho cả hai. Người ta chia tay em? Dạ đúng rồi. Lý do? Không hợp chỗ nào? Em phải hỏi không hợp chỗ nào chứ. Như là tính cách cũng như là không có hòa hợp được với nhau á. Rồi em có buồn không? Buồn được thời gian thì thôi. Được thời gian bao lâu? Buồn bao lâu? Tại vì cũng mối tình cũng khoảng 3 tháng rồi cho nên là chắc cũng buồn khoảng tháng 2 tháng xong rồi em lại vui chơi với bạn bè. Từ đó tới nay là bao lâu rồi không có bạn trai? Chắc cũng khoảng 2 đến 3 năm vậy á. Lý do làm sao vậy? Đi muốn đi làm kiếm tiền hơn. Rồi bây giờ muốn có bạn trai chưa nè? Dạ bây giờ muốn quen có bạn trai thì mình có thể tìm hiểu trước xong rồi nếu được thời gian nhất định thì mình sẽ tiến tới cưới luôn. Bao lâu thì tiến tới cưới luôn? Em nghĩ từ 6 tháng đến 1 năm là được. Em nghĩ bao lâu nữa em lấy vợ được? Dạ em cũng nghĩ từ 6 tháng đến 1 năm. Bây giờ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để lấy vợ chưa? Có vốn chưa? Để vốn thì có. Có. Ngon lành ông chủ á nha, về bán bánh cuốn nha. Bán thôi chứ đừng ăn nhiều quá nha, không được đâu. Mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Cao, cao hơn em. Anh có cao không chị? Em cao mét mấy? Dạ em cao mét 67. Mét 67. Em cao nhiêu? Cao mét 6 à. Mét 6 mang giày thấp thấp xuống một chút. Trời ơi mang giày là cao hơn người ta rồi. Rồi gì nữa? Đừng vô tâm, hơi hợp quá nè. Rồi. Biết chăm lo cho gia đình. Gì nữa không? Vóc dáng, mặt mày, gương mặt có tiêu chuẩn gì không? Sáng láng tiếng vậy. Đừng có... Sáng láng chứ phải sáng sủa đúng không? Dạ không, đừng có sáng quá, đừng sủa. Chị hay nói với mẹ chị vậy đó. Mẹ chị hỏi là thằng đó có sáng sủa không? Tao nói không có sáng sủa, chiều mới sủa. Khổ lắm, mẹ tôi miệng lim dễ sợ luôn. Nếu tôi quen bạn trai dẫn về giới thiệu bà nói mẹ thấy bạn trai con sáng sủa hơn, bà nói cái này chiều sủa chứ sáng không có sủa, y như đằng mai mốt là chia tay à. Chờ hoài 40 năm rồi 40 mấy năm bà chưa bao giờ bà nói công nhận bạn trai mày này sáng sủa thiệt. Chừng nào mà bà phải nói câu là sáng sủa lúc đó tôi mới lấy chồng được. Nói chung là ưa nhìn là được, dễ thương là được, với lại nói chuyện vui vẻ hòa đồng là được. Rồi tóc tai rồi có tiêu chuẩn gì không? Tóc ngắn rồi đừng nói là được. Không có tóc luôn được không? Đầu trọc cũng được. Đầu trọc cũng được, chỉ cần nhìn mặt ưa nhìn vậy sáng láng là được. Rồi ok, mẫu người bạn gái của em là như thế nào? Dạ mẫu người bạn gái của em thì cao trên 1m55. À, 1m6 rồi đó. Rồi gì nữa? Ưa nhìn. Rồi mắt mũi miệng? Dạ mặt to xíu. Mặt to xíu. Dạ tính tình thì chín chắn, cá tính chín chắn, nhiều khi khinh khỉnh như nam em cũng được. Rồi có hình ảnh đâu? Đây rồi, nãy đây nè, để chị coi. Trời ơi ai đâu nè, nhìn đi cưng, bốn anh chàng đó đó, lắc chắc đó đó là con anh là bạn trai của em đó. Đó bonus thêm tấm nữa luôn. 30 giây để lựa chọn người trong mộng, quên lộn, chọn người trong ảnh. Tìm ra cho em. Tin quá ha. Kiểu như mấy cậu ăn chưa no lo chưa tới, đi chơi, đi đá gà, đi bóng thun, đi nhảy dây gì á. Lựa hình đã ghê luôn vậy. Hình này chụp bao lâu rồi cưng? Gần 3 năm rồi chị. 3 năm rồi đó hả? 3 năm sau, già hơn được xíu. Giờ ra dáng ông chủ rồi. Ai trong số đó hiện tại là chủ bánh cuốn? Nhìn thì cũng khó chọn ghê. Anh này. Anh nào? Anh đó hả? Thích anh đó tôi gả anh đó đó nha. Rồi giữ nguyên hiện trường đó đi. Bên đây. Dạ, con này ạ. Cô đó. Rồi giữ nguyên hiện trường. Bây giờ mở cửa trái tim ra coi nha. Anh đội nón áo sọc, cô chính giữa đeo mắt kiến để coi đúng hay không nha. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Tên 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 tên. Mình chọn đúng không? Không, sai rồi. Sai rồi hả? Anh đó là anh nào đâu? Nhanh lên. Cái gì? Ủa em là ai trong bốn anh chàng này? Dạ, em là áo đỏ. Ôi ôi, sai rồi. Rồi kiếm cái anh đó gả cho cổ. Còn em, cô này đúng không? Hay quá. Chàng trai này rất nhạy bén, đã đoán đúng rồi. Bây giờ cô gái đó không đúng mình phạt cổ gì em hả? Hát đi chị. Hát đi cưng. Em hát dở lắm. Vậy mới bị phạt, hình phạt nhẹ nhàng nhất rồi đó. Thôi em hát bài Tớ Thích Cậu đi. Tớ Thích Cậu. Tớ thích cậu mất rồi, cứ thế có khi yêu mất thôi. Cứ đến thật gần là tim tớ như đánh trong mùa lần. Ủa có bài hát vậy luôn hả? Đúng rồi, của Hành Sara. Tớ thích câu mất rồi gì đó. Đúng rồi. Vậy hả?
Tới bên cậu là tớ gì như múa lân. Cứ đến thật gần là tim tớ như đánh trống múa lân. Cứ đến thật gần là tim tớ như đánh trống múa lân. Tớ tiến tới tới gần cậu đi tớ. Cảm ơn. Hai đứa mình tâm sự chút xíu đi. Hẹn hò như thế nào? Thí dụ bây giờ hẹn nhau thì bao lâu mình gặp nhau một lần? Không biết là nhà bạn có mấy anh chị em? Có nhà mấy em anh chị. Nhà em có mấy anh chị em? Em là con một nè. Con một. Nếu mà mình có hẹn hò thì không biết là một tuần mình gặp nhau được mấy lần? Có thể là từ 2 đến 3 lần. Tại vì em làm công ty là em làm 4 ngày em nghỉ được 3 ngày. Bây giờ vậy chị Tường sẽ đi chỗ khác nha. Chị Tường cho hai bạn không gian riêng 5-10 phút để hai bạn trò chuyện với nhau. Chị Tường xin mời hai bạn thưởng thức một bữa cơm rất là ngon của nhà hàng LA Garden Restaurant ha. Đây là món cơm chiên lá cẩm hải sản nè, gà chiên nước mắm và bò cuộn mỡ chài. Rồi mình vừa ăn vừa tâm sự với nhau ha. Chị Tường ra ngoài ít phút, chị Tường quay trở lại. Chúc hai em ngon miệng. Anh cứ dùng tự nhiên nha. Mày em không biết là em thích ăn món gì. Em dễ nuôi lắm, món gì ngon là em thích. Dạ. Chắc là em thích ăn vặt. Cũng có. Không biết anh nghĩ sao về vấn đề ở rễ hả? Nên sống nội tâm, tình cảm nhiều thì nếu mà vui thì anh ở được. Em ở nhà với mẹ em thôi, thì hai mẹ con vui tính lắm. Em có thích hay đi xem phim? Có. Mình thích là đi xem phim, đi trà sữa hay là đi dạo ngoài phố đi bộ. Anh thì tối hay đi làm về thì nhiều khi đi dạo, xe đi dạo một vòng cũng mát. Em có hay đi phượt không? Em cũng thích đi phượt lắm á, nhưng mà tại vì đang đi làm á cũng chưa cho phép mình đi phượt nhiều. Như bình thường lúc rảnh á thì em thích làm gì? Em hay chơi game hoặc là lướt Facebook này nọ. Vậy anh bán cả ngày vậy tối thường mấy giờ đóng cửa? Thường là từ 9:30 đến 10 giờ đóng cửa. 10 giờ tối đóng cửa? Em không thích về gì hoặc là sợ con gì. Em sợ nhất là con gián. Gián hả? Nó nhỏ nhưng mà em thì sợ. Cái điểm yếu mạnh nhất của anh là dù anh sợ mấy con mà nhiều chân. Điểm yếu mà mạnh nhất luôn hả? Nhiều chân như là rết rít đúng không? Con cua, xưa anh sợ con cua. Anh nghĩ là nếu như mà quen nhau được á thì khoảng bao lâu tiến tới hôn nhân được? Tầm 6 tháng đến 1 năm thì đẹp. Cũng giống như em suy nghĩ. Tại thời gian ngắn quá thì nhiều khi mình chưa hiểu được, tìm hiểu được hết. Cơm ngon không cưng? Cơm tím tím là cơm thủy chung, ăn xong là hai đứa yêu nhau bền vững luôn. Dạ. Cơm ngon không? Cơm ngon lắm chị. Ngon lắm hả? Thế nãy giờ mình hỏi được gì nhau nhiều chưa? Sau này lấy nhau về thì em nghĩ nam nữ ai sẽ là người quản lý tài chính? Quản lý tài chính thì em nghĩ là bạn nữ sẽ có xíu việc nhà. Dạ. Kèm theo đó thì sẽ chia sẻ tài chính đó chị. Chia sẻ tài chính là sao? Có nghĩa là tiền mà ở nhà thì sẽ có một khoản riêng để mà chi tiêu trong nhà. Còn đi ra ngoài thì có thể là hỏi ý kiến nhau để mà làm ăn hay gì đó thì nên hỏi ý kiến. Thì đương nhiên chuyện làm ăn trong nhà vợ chồng mình phải bàn bạc với nhau chứ đúng không? Rồi lấy vợ về mình sẽ sống ở đâu, hai chồng sống ở đâu? Trước mắt thì em chưa có nhà nhưng mà khi mà tích góp đủ tiền. Hiện tại là nhà mình bán là nhà thuê. Rồi mình lấy vợ về đó là mình sống chung với mẹ mình luôn á, là làm dâu hay là mình sống riêng hay như thế nào? Trước mắt nếu mà được thì ở chỗ nào vui à? Thí dụ giờ ở rể được không? Nếu mà vui cũng được. Vui cũng được luôn. Còn em sao? Làm dâu được không? Dạ, làm dâu thì cũng được. Nhưng mà như là em có nãy có nói chuyện với bạn nam thì em có hỏi về vấn đề ở rể thì bạn nam nói là vui là được. Thì em mới nói là hai mẹ con em ở chung nhau vui lắm, anh qua là anh cũng vui theo luôn. Vậy là có nói chuyện với nhau rồi, có trao đổi nhau rồi. Dạ có. Thế thì quan điểm của em trong tình yêu, em thấy điều gì là quan trọng nhất? Điều quan trọng nhất là sự tin tưởng. Phải có tin tưởng thì mới làm ăn chung với nhau, hay là có tin tưởng thì mới không có ghen tuông nhiều, không có ghen tuông vớ vẩn được. Cô này cô ghen dữ lắm cho nên phải cho cô niềm tin. Bây giờ em sẽ bóc một lá thăm, đọc lớn lên yêu cầu bạn gái thực hiện điều trong đó. Dạ. Đang đi đường bắt gặp bạn trai ôm hôn một bạn nữ khác, bạn hãy diễn lại cách cư xử lúc đó. Trúng luôn rồi đó, trúng em luôn rồi đó. Bây giờ bạn trai minh họa nè, bạn trai đứng lên nè, chở một cô gái luôn. Đứng lên đó, bạn trai đang đi nè, đang chở một cô gái đó. Bây giờ bạn trai đang chở bạn gái nè, đang chở về tường nè đó, bạn trai đang chở về tường nè đó, đang ôm heo luôn nè.
Rồi bây giờ em bắt gặp nè, em làm gì? Đang đi nè. Rồi thôi, hai đứa đang đi, đang đi bộ đi, hai đứa đang nắm tay đi chơi nè. Rồi đang đi nè, rồi em đi ngược lại là giờ gặp nè. Sao anh lại nắm tay cô này? Lý do gì anh đi chung với cô này? Sao anh lại nắm tay cô ấy? Chị họ. Chị họ nào nắm tay kỳ vậy? Rồi sao, tiếp đi em, tiếp đi em. Không có ai chị họ mà nắm tay vậy hết trơn á. Tại anh em, chị em nhà anh rất là thân. Cô không thân tới nỗi mà tới nước nắm tay dần dùng dẻ gì đâu. Anh có lý do nào khác nữa không? Có sao anh nói vậy anh? Còn không thì khỏi, không có chuyện đi. Khi nào mà anh có lý do chính đáng cho em thì hãy nói. Ủa cô này là ai vậy anh? Dạ, bạn gái. Bạn gái em hả? Sao đó giờ chị không nghe em nói em có bạn gái gì hết vậy? Dạ em ít khi quen bạn gái. Ủa ít khi quen bạn gái là sao? Dạ, có nghĩa là bạn em chưa dẫn gì cho chị xem. Thì thôi về coi lại mối quan hệ của tụi mình đi đó. Vậy thôi đó hả? Trời đất ơi, chứ em không nhào vô em cấu xé gì trơn hả cưng? Không, dằn tay ra thì mất giá trị của mình lắm. Cho nên là về nói chuyện lại. Nhưng mà sao em không tin là chị thì rủi người ta chị thiệt rồi sao? Chị thiệt thì lúc đó em sẽ xin lỗi anh. Nhiều khi nóng lên thì mình sẽ có những lời nói không hay. Lúc đó mình sẽ xin lỗi anh sau. Nhưng mà nãy giờ chị thấy em đâu có nóng gì đâu, em rất là bình thường. Trong khi em nói với chị là em ghen dữ lắm. Chị tưởng đó em ghê gớm lắm chứ vậy, em cũng hiền quá. Không có, đây nè em giữ bình tĩnh, nhiều khi ở ngoài đời không biết được đâu chị. Nhưng mà em trong đầu em tưởng tượng có thể em làm gì ghê gớm hơn vậy không? Có khi tát. Tát ai? Tát cái anh đó. Chứ không phải tát cô kia hả? Không có người thứ ba xuất hiện nếu như mà anh nó không cho phép. Đúng rồi, có tát là nhớ tát đàn ông á nha, không có tát phụ nữ. Phụ nữ không có tội. Dạ. Là đàn ông đi cô gái mà, đúng không? Đúng. Coi chừng nha. Rồi mời em gái. Ra đường gặp một cô gái ăn mặc sexy, bạn sẽ làm gì để tiếp cận cô gái? Sexy. Em thì em thích cái đẹp. Nhiều lúc... Ê sao hơi cà lâm vậy cưng? Dạ. Sao hơi cà lâm vậy? Em biết. Hồi hộp là vậy hả? Bình thường có cà lâm không? Dạ không. Có ai nói em cà lâm chưa? Dạ không. Rồi giờ diễn luôn nè. Bây giờ ra đường nè. Thấy một cô gái đang sexy mặc đồ đó. Hở dài, hở rồi sao sexy không? Rồi giờ em muốn tiếp cận cô gái này em làm sao? Tấn công qua cho chị. Đi vòng qua bên đây. Tiếp cận thôi. Tiếp cận. Nói tiếp cận mà phải không em? Đúng rồi. Tiếp cận. Có nghĩa là giờ mình muốn cua cô này nè. Đó mà cô mặc sexy mình thích nè. Coi chừng bị anh tát tay nha. Rồi coi như là thấy cổ rồi đó. Từ xa thấy cổ rồi đó. Thích kết với đen cổ rồi đó. Em ngồi đây một mình hả? Ngồi có một mình à? Anh ngồi bên kia nãy thấy em ngồi một mình. Thì không biết là anh ngồi đây trò chuyện với em xíu được không? Dạ được anh. Cứ thoải mái. Cái gì mà khoanh tay hoài vậy? Đưa cô gái mà đứng khoanh tay hoài giống đi làm rể vậy trời. Em có thể cho anh xin số điện thoại được không? Tại sao lại muốn lấy số điện thoại của em? Tại anh thấy em cũng xinh. Anh muốn làm quen. Làm quen... muốn làm quen để hẹn hò hay là sao? Trước mắt là sẽ làm bạn. Sau đó nếu mà hợp tính với lại điều kiện như kia thì mình sẽ muốn hẹn hò nhau. Không biết em có đồng ý không? Cũng được á. Thì trước mắt mình làm bạn được. Được rồi đó. Bình thường ngoài đời có nào vậy chưa? Có gặp ai rồi qua xin số điện thoại người ta vậy chưa? Chưa. Chưa hả? Hay sao? Ê, dạ thấy bối rối. Bối rối. Nãy giờ là mình diễn thôi. Đó là mình diễn theo tình huống thôi. Bây giờ mình thiệt nè. Giờ không có giỡn nữa mà giờ thiệt nè. Bây giờ hai bạn đứng lên. Này thiệt nha. Dạ. Hai bạn đứng lên. Nắm tay nhau 30 giây. Nhìn thẳng vào nhau rồi chúng ta sẽ nói cảm nhận của nhau. Nhìn thẳng vào nhau. Chúng ta ngồi xuống nói cho nhau nghe cái cảm xúc của mình. Hiện tại mình đang nghĩ gì về đối phương hay mình có những cái suy nghĩ gì? Rồi bạn trai nói trước đi. Ngồi. Em có nắm tay bạn gái một tí xíu. Dạ. Thì em thấy tay bạn ấm. Trước là có thể là bao nhiêu người thì mình không gặp, nhưng mà sau thì có duyên mới gặp được. Thì sau này nếu mà có nợ thì mình sẽ bước tới. Anh thấy em cũng xinh xắn, tính cũng dễ thương, cởi mở. Trong lòng em hiện tại cảm thấy như thế nào? Trong lòng em cảm thấy trống. Em không có suy nghĩ được nhiều. Bối rối rồi đó. Thế còn em gái, em muốn nói điều gì với anh không? Em thấy anh
cũng nhát, ít nói. Thì sau này nếu mà đi với em thì anh nói nhiều lên, hai đứa mới có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau hơn, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Mình gặp nhau được hôm nay cũng là một cái duyên. Thì sau này nếu mà nói chuyện nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn thì được, thì mình sẽ tiến tới xa hơn. Rồi bây giờ mời hai bạn đặt tay vào cái nút bấm này. Nếu như chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau thì chúng ta bấm nút. Với sự chứng kiến của rất nhiều người đang theo dõi chương trình. Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại ạ. Kiểm tra lại cảm xúc của mình từ nãy đến giờ xem sao. 1 2 3 Chàng trai vẫn nhanh hơn cô gái một chút xíu, nhưng mà cũng là đúng lúc kịp thời rồi. Chúc mừng hai bạn, về bên đây đứng luôn đi ạ. Nắm tay nhau đi hai bạn. Cũng khá là xứng đôi. Hy vọng rằng hai bạn cũng sẽ cho cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn. Tình yêu như một cái cây hoa vậy đó, hai bạn phải cố gắng vun đắp cho nó ha. Và một ngày nào đó thì được thì sẽ báo tin vui cho chúng tôi biết. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm này, cái ngày chúng ta gặp nhau tại hẹn ăn trưa. Rồi, từ thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim tại hệ thống rạp 212 Lý Chính Thắng ha. Chúng ta đến đây xem phim nè, rồi tâm sự trò chuyện với nhau. Nắm tay nhau, không có được buông ra nè, nắm tay thật chặt nha. Như vậy là hôm nay Tường đã thành công rồi quý vị ơi. Hy vọng họ cũng sẽ sớm về chung một nhà quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Và chúng ta sẽ gặp nhau trong khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa vào lúc 10 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên kênh YouTube MCV Media. Mọi người cũng đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ kênh quý vị nhé. Rồi, dạ, cảm ơn á. Thì mình xin tên là Lê Công Khoa. Mình tuổi tuổi sinh năm 82, mình sinh ra ở Sài Gòn. Dạ. Thì mình đang định cư Úc. Dạ. Đại khái là mình đang cư Úc mà mình đang trong thời gian mình về thăm gia đình đó. Ừ. Thì anh về được bao lâu rồi anh? Mình về cũng được 2 tháng, mình còn khoảng 3 tuần mấy 4 tuần mình đi. Là khoảng 1 tuần nữa là đi rồi. Không, khoảng 4 tuần. 4 tuần là một khoảng 1 tháng nữa là đi rồi. Đúng rồi. Thì giờ thì dạ, bạn gái nó đi rồi sao? Thì khi mà chương trình có lịch phỏng vấn thì mình dịp thích hợp, tại vì mình tính Tết thì mình về nữa. Dạ, có nghĩa là bây giờ nếu mà tìm được bạn gái, chẳng hạn như thì... mình quay gần nhất của bọn em là ngày 8 tháng 7 đi. Hiện tại bọn em đang có lịch đó. Lịch đó thì vẫn còn ở lại, tại vì tới 21 mình mới đi. Thì vẫn ở lại, nhưng mà tìm được, nếu như tìm được bạn gái, cái là bỏ bạn gái 4 tháng nữa đi rồi mới về, đúng không? Có đó thì phải liên hệ qua điện thoại hay là bây giờ công nghệ thông tin mà, với lại mình có nhiều cái phương tiện để nói chuyện với nhau, quan trọng là do hai người. Yeah. Chứ về cái vấn đề đó thì do hai người có thể yêu xa cái gì nhưng mà giống như kiểu mà mình kết nối được với nhau. Nhưng mà anh định cư ở Úc lâu chưa anh Khoa? Ảnh mình định cư chính xác là năm nay năm thứ 11 rồi. Năm thứ 11, tức là gia đình anh vẫn ở đây hả? Đúng rồi, mình còn mẹ thôi. Mình là mẹ đang ở quận 4. Dạ. Sao không đưa mẹ như qua luôn anh đi? Mẹ anh thì có bệnh trong người đó, bệnh huyết áp, bệnh tim rồi nên đi máy bay, với là phần mẹ nó có thích đi nước ngoài sống. Giống như là sống ở nhà hàng ở ngay chợ nên mẹ thích ồn ào, với qua bệnh không có biết tiếng rồi, phần cũng lớn tuổi rồi, với qua bệnh không có thích hợp. Rồi mẹ hiện tại là ở một mình luôn hả anh? Ở với là mấy người với cháu, cháu của bà chị trong nên thỉnh thoảng hãy phải về chờ thăm trong mẹ, thăm gia đình. Ok, rồi nghề nghiệp của mình là gì ở bên đó? Bên đó thì mình làm bên bưu điện của Úc. Ừ. Là về board office thì đại khái là công việc của mình là trong đó. Ừ. Cụ thể là mình làm gì vậy? Mình lựa hàng hóa theo mẫu của từng vùng ra đó. À, cũng là như chỗ ngoài đây là phân khoang, phân hàng, phân loại hàng đó hả? Không phải cân mà mình lựa phân loại hàng, phân loại hàng hóa, phân loại hàng hóa, sắp xếp cho nó gọn lên ba lệch, đại khái là như vậy. Rồi đi theo các khu vực riêng đó đúng không? Đúng rồi, cái đó là cái khâu khác là ta chia, người ta đem đưa hàng hóa, còn mình là chỉ lựa thôi. Bởi vì bệnh là mỗi cái khâu khác nhau chứ không phải giống như bên Việt Nam. Anh làm ở đây lâu chưa? Mình làm khoảng gần được một năm. Ủa, trước đó thì em làm công việc gì? Trước đó thì mình làm về công việc xây nhà, làm cho chủ người Việt thôi, nhưng sau này mình vô cái công ty đất của tay của chính phủ Úc. Dạ. Hiện tại anh sống bên Úc với ai ạ? Mình thì sống một mình thôi. Là nhà cửa mình bên Úc ổn định hết chưa anh? Thì nói thẳng ra thì cái tới giờ thì cái vấn đề nhà cửa thì mình mua không có nổi đâu. Cái đó là cái thật sự là sự thật của mình. Cái muốn thì tại vì mình thật sự cũng thuê nhà, cái đó là sự thật, mình không có gì phải giấu giếm hết. Dạ. Dạ, tại vì mình rất là tự nhiên có dùm nói cái đó để đúng mình dễ lựa chọn. Dạ đúng rồi. Thì đó là nó là như vậy. Mà người thân của anh có ai bên đó không mà anh qua đó anh định cư? Ngày xưa thì tại vì thật ra mình cũng đã từng có vợ, mình ly hôn, ly thân, ly dị cách đây 9 năm rồi. Thì đại khái là vậy, ngày xưa vợ mình bảo lãnh của vợ.
Rồi mình đã ly dị cách đây 9 năm rồi. Rồi với lại tại vì mình thấy tới cái tuổi của mình cũng lớn rồi, 40 tuổi mình nghĩ cũng cái cần bước tiếp một bước nữa để có một cái mang nhỏ. Nhưng mà anh có con chưa? Có một bé trai. Thì ở với mẹ thì mình chỉ có trao tiền gọi là tiền mà nuôi con á, gọi là ở bển rồi cho sống. Vợ anh cũng người Việt luôn hả? Vợ mình á, mình là sinh đẻ ở bển. Nhưng mà gốc Việt. Nhưng người gốc Việt thì đại khá là sao quen được nhau rồi qua bên đó? Thì cái cô đó thì về đây thì mình biết nhau, tại vì mình cũng biết tiếng Anh rồi, hai người cũng nói chuyện qua lại rồi. Sau này thì chắc là do có thể là do cái văn hóa nó khác nhau nên sinh ra những cái mâu thuẫn đó mà. Nhưng mà cho em hỏi thêm nha, trước khi qua Úc anh định cư thì anh làm công việc gì ở Trước khi mình qua Úc định cư mình làm công việc ở trong bên Nguyễn Kim á, mình làm sale bạn. Bên Nguyễn Kim. Bên Nguyễn Kim. Đúng rồi. Nguyễn Kim Thủ Đức này luôn hả? Không, ngay chỗ quận nhất, cái chỗ bên Trần Đạo. Dạ, quên cái Nguyễn Kim đó. Cái đó là cái trung tâm ngày xưa. Nhưng mà tương lai sau này em có quay về Việt Nam không hay? Có, sẽ được cư lâu dài ở đó? Mình tương lai thì mình tùy vô cái tình huống với cái thời gian hay là do cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Nhưng mà chắc chắn tới lớn hơn tí xíu mình chắc chắn sẽ về Việt Nam sống luôn có lẽ. Tại vì mình thích cái cảnh yên tĩnh chứ xíu, bây giờ là hỗn độn nào đó. À, nói chung mà muốn lâu dài lại về Việt Nam đúng không? Đúng, đúng. Dạ. Tức là sau khi ly hôn là anh có quen thêm mối tình nào khác thì không? Cũng có vài quen với vài thêm vài mối tình nhưng nó không đi tới đâu hết. Tại vì nhiều khi người ta có người thứ ba hay là những cái chuyện đó nó tới nhị chứ là phần mình thấy không có hợp tính á. Chứ là mình càng lớn thì nên mình sống cái gì nó cũng có nguyên tắc. Mình cảm thấy có nhiều cô tắm trẻ con quá mình không có cảm thấy nó phù hợp nên mình cảm thấy dừng lúc đó thôi chứ mà muốn đi sâu để mất công thì mốt ai cũng khổ. Nên mình đại khái là như vậy thôi. Thế là anh muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Thì mẫu bạn gái mình chọn thì cũng đơn giản thôi, cũng không có cần phải đạt gì, cũng bình quân. Nói chung là hiểu về cái lợi biết tôn trọng lẫn nhau là được rồi. Tại vì tới cái tuổi của mình không có đòi hỏi gì thêm được. Nhưng mà ví dụ như anh phải cho tụi em một cái cụ thể đi, tụi em nhìn vào mắt thường được. Thì giống như là này, một cái cô gái bình thường cái chiều cao thì không thành vấn đề. Tại vì đối với mình thì cái chiều cao đó, 1,5 trở lên cũng không là vấn đề. Tại quan trọng là tính tình người ta tốt hay không thôi. Chỉ là người ta biết suy nghĩ hay là đừng có trẻ con quá. Tại vì mình không có thích cái mẫu người trẻ con quá. Tại vì cái đó đã không có phù hợp với mình. Người ta cũng đã từng ly hôn giống anh thì vẫn ok đúng không? Thì không có vấn đề gì. Thì cũng bình thường thôi. Thì phụ nữ cái có chế độ mà từng ăn chơi cũng không thành vấn đề. Tại vì mình thích những cái người về tình trải sẽ khá là như vậy. Anh cho em đó, nhìn bằng mắt là anh biết anh thích người như thế nào đi. Ví dụ tại tánh mình dễ dàng lắm, tánh mình nó không có giống như là yêu cầu cao. Mình chỉ là thấy là được. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ là đến với chương trình thì nó sẽ có những cái lựa chọn. Thì bên em muốn anh là sẽ có những cái lựa chọn để em còn biết là đu anh như thế nào. Anh có thích một cái người ngôi sao hay là một cái bạn diễn viên ca sĩ nào không? Anh đó ở anh thì cũng không có thần tượng ai, tại vì anh đó thì chưa, anh chỉ có mẹ anh là thần tượng, chứ không có thần tượng ai. Thì nói chung là vậy, anh thì không có một cái gì gọi là cái phê bình nhưng cá nhân hay là về cách một cái người nào đó để khác được. Tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi tác thì khoảng cỡ 25 cho tới 45 cũng được, tại vì anh 43 thôi, tại vì lớn anh 2-3 tuổi cũng thành vấn đề. Anh đại khái là như vậy. Nhưng mà quen anh là phải yêu xa? Không phải nhất định phải xa, có thể là tùy vô hoàn cảnh. Nhưng mà ví dụ như sau này, ví dụ như hai người mà tiến tới được với nhau thì anh có bảo lãnh được bạn ấy sang được để quen không? Thì được. Bây chứ. Giờ bảo lãnh được rồi hả? Thì dĩ nhiên anh ở đâu rồi, anh đã có quốc tịch. Anh đã có quốc tịch Úc. Giống như là bây giờ tùy vô cái hoàn cảnh, có người ta có muốn đi hay là người ta muốn ở lợ hay là tùy vô cái hoàn cảnh mình sắp xếp. Em hiểu ý không? Giống như nhiều khi người ta không có những người người ta không muốn đi nữa. Không, quan trọng là không phải, quan trọng là vấn đề là anh chỉ cần chốt cho tụi em một câu thôi là anh có. Được, thì cái đó mình bảo lãnh người ta đi. Còn cái chuyện của người ta đấy là chuyện sau này tụi em thương lượng với nhau. Thì đấy. Dạ. Thì bây giờ nói là do cái dính để thương lượng. Dạ, thương lượng thì sau này tự hai người thương lượng, tại vì cái chương trình bóng hẹn hò là tụi em chỉ tạo cơ duyên ban đầu cho mọi người gặp nhau thôi. Rồi, rồi. Còn chắc gì là mọi người đã hẹn hò nhau sau chương trình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái quan điểm của anh phải rõ ràng, ok, nếu anh em quen anh, nếu em muốn theo anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho em đi. Được. Cho mẹ con em đi. Ví dụ như thế, chẳng hạn như cô đang có con chẳng hạn, anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho mẹ con em đi. Mình chỉ cần cái câu đó để người phụ nữ người ta cảm thấy rằng là à, anh này anh quyết đoán, anh này anh có chính kiến. Còn bây giờ mà anh nên lên mà sân khấu anh cứ tùy vào em các thứ là anh theo luôn. Anh hiểu em, anh hiểu em giống như kiểu đó, mình không có đưa ra cái quyết đoán, cái mình quyết định chính xác. Mình phải quyết đoán của mình, còn vấn đề cô nói chung là em, mình không có chốt được cái vấn đề đó, anh hiểu em.
Nhưng mà giống như là anh nói tùy vô hoàn cảnh hai người đó là như vậy á, chứ anh cũng đâu có biết cái người ta như thế nào. Đúng rồi, thì vấn đề là đấy, chỉ cần biết là em nói thì anh hiểu ý. Dạ, ở góc độ anh thì anh ok, anh chốt em đi đó, còn vấn đề là nếu mà em như thế nào thì em cứ nói cho anh biết để anh sắp xếp. Thì đấy là việc của hai người sau này. Rồi, rồi anh còn có điểm gì anh không thích ở bạn gái không ạ? Bạn gái thì hồi nãy mình có nói rồi, thì đừng có trẻ con quá, với lại đừng có mà sống cái kiểu ích kỷ quá. Mình thích cái con người mà có chính kiến, lại khá là như vậy. Không ích kỷ là sao anh? Nhiều khi người ta sống thì người ta chỉ biết nghĩ cho cá nhân người ta, hay là người ta vì một cái lợi ích nào đó người ta mới quen mình chẳng hạn. Ừ, lợi dụng hoặc là cái thì nói thì tới vậy là như vậy thôi, chứ nói lợi dụng thì cũng hơi quá đáng, tại vì anh đâu có gì đâu lợi dụng. Lợi dụng đi nước ngoài thôi. Không, cái đó thì tùy mỗi người một nít rồi. Nên anh nói cái đó là mỗi tiền mỗi người cái mục đích cá nhân riêng thôi. Rồi. Ok anh. Rồi. Cảm ơn anh. Còn gì nữa? Anh có tài lẻ thôi gì không anh? Thì mình có chơi thể thao là mình biết ca rồi. Rồi, mà... anh ca giùm em xíu ha. Chơi thể thao chơi môn gì? Cái nào mình cũng chơi cũng được, tại vì mình là dân ngày xưa chơi đá banh mà. Nên cái cuộc mặt mình đen rồi cũng chơi đá banh. Rồi, thể thao thì anh chơi được đá banh rồi gì nữa? Cái môn thể thao là mình biết chơi hết, tại vì mình là dân đá banh. Em biết rồi mà là, thì nói chung đi. Là thể thao bơi lội hay là chạy bộ hay là nói chung là kể cả thì nói chung hầu hơn các môn thể thao cái môn nào mình chơi được cũng được. Hiện tại là anh chơi môn nào nhiều nhất? Đa phần là mình chơi đá banh nhiều nhất. Ok rồi, em mời anh hát một xíu ha, bài nào cũng được ạ. Bài nào cũng được em? Dạ đúng rồi, một xíu thôi. Mình ca thì nói chung thì cũng không có nhớ là cho lắm, nhưng mà khi có nhà có chữ không có biết ca, tại vì lâu lâu quá cũng không có gần, không có ca. Dạ. Thì ca thì biết ca, chắc chắn biết ca, nhưng mà cái vấn đề giống như là mình chưa có lâu quá mình không có ca là. Không sao, cứ bình thường thôi anh, mình cứ thể hiện tài năng của mình thôi, bản thân mình thôi, chứ em không có yêu cầu là hát hay hay là hát đúng nhịp hay gì đâu. Thay đổi không khí thôi em ơi. Hồi nãy nói chuyện buồn quá em. Rồi em mời anh ha. Bây giờ tại vì mình cai thì nhạc buồn không mà, chứ không có cai nhạc buồn cũng được luôn. Anh cái năm giờ không có suy nghĩ được cái bài cụ thể đó. Bài gì cũng được anh, bài tủ bài nào hay hát hay thôi. Bài nào cũng được, vui là chính anh thôi. Thì mình hát một đoạn của cái bài Tàn Cho ha, tại vì mình chỉ có thích cái bài đó. Dạ ok. Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lời vẫn tuôn khóc tình ta nát ta. Em cứ... Nói chung là mình hát được một đoạn thôi. Thì tại vì mình không có nhớ mặt chữ lâu quá, mình cũng không có hát, mình nên mình không có nhớ mặt chữ cho lắm. Rồi ok anh. Có yêu cầu gì ở bạn gái nữa không anh? Quyền lợi đó nha, không nói nó mất quyền lợi đó. Không, thì vậy thôi. Rồi. Thì nói anh về đủ rồi. Rồi, ok, cảm ơn anh Quang nha. Giới thiệu đôi nét về bản thân mình nè, em tên gì? Là em tên Hoàng Văn Phượng. Hoàng Văn Phượng. Phượng hả? Phượng Công Phượng á hả? Dạ. À. Rồi. Phượng sinh năm mấy em? Sinh năm 1995 thì. Rồi, Phượng quê ở đâu, đang làm công việc gì? Em đang làm hiện tại xưởng sản xuất của em là đang làm quận 12. Là có xưởng sản xuất riêng hả? Dạ. Em sản xuất về bên ví da bò. Túi da bò hả? Dạ. Túi ví này. Da thật không? Da thật. Da thật hả? Vậy thì mắc lắm đúng không? Dạ. Khoảng bao nhiêu tiền một cái? Nếu mà bò sỉ rồi em làm đi số lượng đó thì nếu mà bò sỉ thì túi thì cái 200 mấy. Dạ anh ơi, anh ngồi thẳng người lên cho nó đẹp hình nha. Dạ rồi, anh cảm ơn anh nhiều. Em là quê ở đâu Phượng? Quê ở Quảng Bình chị. Quê Quảng Bình, vào đây lâu chưa? Dạ em vào đây từ hồi 12 tuổi. Vào với ai, gia đình hả? Không, trước đây em 12 tuổi em đi vào đây em làm thuê. Sau này em làm, em học được nghề rồi sau này em tự mở xưởng ra. Mở xưởng được bao lâu rồi? Em mở xưởng 8 năm rồi. Giỏi quá vậy. Năm nay em mới 28 tuổi à? À đó, năm 95 đúng rồi, 27, 28 là mở được 8 năm rồi.
thu nhập bây giờ một tháng ổn không? Phượng thấy đeo đồng hồ vàng với thứ này là thất ổn lắm đúng không? Dạ, thu nhập thì nói chung là ổn định. Ổn định khoảng bao nhiêu? Tháng thì có tháng thì 20 tháng. Có nhà ở quận 12 chưa? Dạ chưa, chị đang cố gắng. Tại vì làm cái nghề cái da bò thì đầu cái vốn đầu tư nó cao. Nên là đang để vốn để đầu tư những lô hàng lớn hơn. Em có bao nhiêu nhân viên? Em thì hiện tại mà trong xưởng thì em 5-6 người ạ. Tất cả hàng em nhận hàng số lượng thì em đưa hết cho gia công. Khoản ý là em về em cho lính em cắt dập xong rồi em đưa cho gia công hàng. May hàng cho em. Em có trực tiếp làm không? Dạ. Em có trực tiếp làm không? Dạ, em trực tiếp quản lý tất cả. Nhưng mà có trực tiếp làm tham gia vào các khâu không? Hay là có, bây giờ chỉ quản lý thôi? Em cũng trực tiếp tham gia vào các khâu. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em à? Điểm yếu của em thì em nói chung là... Trong này thấy ghi là hay bị nổi nóng khi mà căng thẳng này. Dạ. Nóng với ai? Nóng với nhân viên hả? Dạ, hay bị cáu nhân viên với là người kia. Nhiều khi là công việc đang căng thẳng kia là hay cáu. Đang căng thẳng mà ai chọc vào cáu hả? Dạ. Rồi. Điểm mạnh của em là gì? Hát hò gì được không? Văn nghệ gì được không? Dạ, hát hò được thì... Hát thử một đoạn xem nào. Hát thử chị nghe đoạn xem nào. Hát bằng gì? Bài gì cũng được, bài tủ đi. Không có, chưa kiểu tại vì bé đó chưa đủ tuổi. Trước đây là bé đó chưa đủ tuổi. Chưa đủ tuổi đâu, sống chung với người ta rồi người ta đi kiện đâu rồi sao không? Không, hai gia đình đồng ý. Thì hai gia đình đồng ý nhưng mà bây giờ là về mặt pháp luật là em sai rồi đó. Dạ, hiện tại là em vẫn tru cấp cho con. Có con không? Có một bé, 4 tuổi. 4 tuổi rồi. Năm đó em bao nhiêu tuổi, bạn bao nhiêu tuổi? Đó là em 22 tuổi. Em 22, còn bạn kia bao nhiêu? Bạn kia... 17 tuổi. Ừ. Và bây giờ bạn đó mới có 21 tuổi thôi. Dạ. À đâu, 22 rồi chứ. Rồi sao mà không, rồi được mấy năm, sống chung với nhau được mấy năm thì ly hôn? Được 2 năm nhỉ. Sao ly hôn? Ý là bạn nói em cũng biết lý do luôn. Tại vì bé con đi về ngoại luôn. Chứ em cũng về một tháng là đi lấy chồng luôn. Chứ em cũng biết lý do tại sao rồi. Là bế con về ngoại rồi đi lấy chồng? Dạ. Mà không cần em chu cấp gì hết? Có chứ, hiện tại là em vẫn chu cấp cho con em đi lấy chồng rồi. Em vẫn chu cấp cho con em là một tháng là 4 triệu. Con trai hay con gái nhỉ? Con gái. Con gái hả? Dạ. Là đang ở ngoài quê luôn? Ở ngoài, nhà ngoại. Nhà ngoại quê ở đâu em? Ở Bắc Giang nhỉ. Nhà bạn nó lấy chồng rồi? Dạ. Rồi sau khi đi vô mối tình đó em có quen ai không? Sau đó em ở vậy 1.5 năm thì sau đó em có quen một người. Cũng được gần năm, hơn 2 năm. Nhưng mà thấy hai gia đình không phù hợp á. Thì sau đó là đồng ý là giải thoát cho nhau một người đi một đường. Chỉ vì hai gia đình không đồng ý thôi hả? Hay sao?
hai gia đình không đồng ý, với hai tính cách nó khác nhau. Lý do hai gia đình không đồng ý là gì em? Là tuổi tác này kia. Tuổi tác là sao? Không hợp tuổi hay là bạn ấy lớn tuổi hơn em hay như thế nào? Lớn tuổi hả? Lớn hơn nhiều tuổi không? Lớn hơn 10 tuổi. Ồ. Nên là hai gia đình không cho. Là cũng từng đổ vỡ giống em hả? Dạ. Ngày này em cũng nghe lời mẹ luôn, gia đình luôn. Dạ không, nghĩ là em cũng khuyên nhưng mà bé đó thì là nghe lời gia đình này là bỏ em đi. Bạn kia lại bỏ em đi. Dạ. Người bạn gái đã lấy chồng chưa? Dạ em cũng chưa chị. Em còn giữ liên lạc cái bạn đó không? Dạ. Em còn giữ liên lạc với bạn ấy không? Dạ có những tin hỏi. Chị thấy một cô gái ngồi dưới kia có phải người thân của em đi chung với em không? Dạ, đó là người mà chị làm ở trong xưởng luôn. Vậy hả? Chị làm trong xưởng luôn? Là dẫn đi khỏi không biết đường hả? Dạ. Dẫn đi khỏi không biết đường hả? Không, nghĩ là chị em mời đi chung với nhau cho nó vui. Chị có gia đình chưa? Có bồ chưa? Có rồi. Rồi, thế bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Em thì nói chung là một người biết hiểu chuyện nhiều công việc, cái là được rồi chứ cần ngoại hình nhỉ. Không mập lắm, cái ốm tính. Em thì hơi ốm đúng không? Dạ, em thì ốm. Mất 68 mà có 50kg là quá ốm rồi đúng không? Dạ. Rồi, tuổi tác giờ có quan trọng không? Dạ, thì bây giờ tuổi tác thì nói chung là ngang tuổi cũng được. Lớn tuổi hơn được không? Lớn tuổi hơn 2-3 tuổi thôi, nhưng mà lớn quá thì... Lớn quá gia đình trợ lên phản đối đúng không? Rồi lập gia đình là ly hôn có con thì được không? Dạ. Bạn ấy đã từng ly hôn và đang nuôi con được không? Dạ được thì... Có điểm gì em không thích bạn ở bạn gái không? Điểm mà nếu mà cứ công việc của em hay đi ra ngoài gặp khách này kia thì em không thích là về là game tour này kia. Nói chung là công việc là phải đi này kia chứ không ở nhà biết được với vợ với con. Em chỉ cần một người hiểu được công việc của em là phải đi này đi kia, đi hết tỉnh này qua tỉnh khác vậy đó. Thôi tức là không game, không kiểm soát đúng không? Đúng rồi. Ok. Nói chung kiểm soát điện thoại cũng được, em cho kiểm nhưng mà nói chung là đi đừng có game. Ok, rồi cảm ơn Phương nhiều ha, có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em nha. Dạ. Cảm ơn em.